nhích cái nửa đầu. Đấy, à, tức là hổm là chỉnh cái nhích cái đầu thôi. Dạ, hôm bữa thầy có kéo hay không mà chưa có chỉnh cái vợ đang nhích luôn. Đang nhích luôn, vậy rồi ngồi đi. Bây giờ hôm đó là chỉ mới có chỉnh cái gì đó, cái cột sống thôi, còn bây giờ chữa nhức đang nhức ha. Cái này thì dễ thôi. Rồi em bị nhức này là lâu rồi? Khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng là cứ đau đi đau lại không? Dạ, nó thỉnh thoảng nó đau. Rồi nó chân. Dạ, giật tới mắt luôn. Đúng rồi. Cái này mọi người biết là gì không? Nó là migraine. Nè, bây giờ là bây giờ mình chữa cho cái anh này ha, để cho anh khỏi luôn. Nhưng mà bao giờ vậy cái nào cũng phải có cái gọi là gì, hậu quả của nó đó. Đấy rồi, coi xem hết chưa? Nghe rồi. À, một cái này thấy này nó rất là lẹ nha, nó hay lắm nha. À. Đấy, phải cục cục vậy mới sướng. Đó. Rồi. Các chị coi thôi, đừng bắt chưa nha. Thầy làm được không mà làm gì. Rồi, ok rồi, ngon lành. Bây giờ thử lên, giờ cử động lên cái đầu, lắc được ngon gì hết chưa? Nhẹ nhiều rồi hả? Nhưng mà nó bắt đầu nó giảm từ từ. Nó giảm từ từ. Dạ. Bị nó đau cái bị hay nó đau từ đây nè. Dạ. Rồi nó lan nè. Đây bên đây tới mắt. Đang mắt nên bấm xong liếm đi thôi. Dạ. Ok. Dạ. Rồi xong rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.